Thưa quý vị và các bạn, với mục tiêu đẩy nhanh quá trình chuyển dịch kinh tế nông nghiệp nông thôn, ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất, thúc đẩy sản xuất bền vững, an toàn, hiệu quả, nâng cao thu nhập cho người dân, Việt Trì đã triển khai chương trình nông nghiệp đô thị. Sau 5 năm triển khai đã đạt được những kết quả khởi sắc. Những vùng sản xuất tập trung theo tiêu chuẩn Việt Gáp, hữu cơ, an toàn sinh học như rau, dưa lưới, bưởi diễn, thanh long đỏ, măng tây đã tạo nên diện mạo mới cho nông nghiệp nông thôn ở nhiều địa phương trên địa bàn thành phố Việt Trì. Từ chính sách phát triển kinh tế nông nghiệp đô thị, thành phố đã hỗ trợ từ phân bón, giống, vật tư, kỹ thuật với tổng kinh phí trong giai đoạn từ năm 2015 đến năm 2019 là gần 4 tỷ đồng. Được sự quan tâm và chỉ đạo của thành phố thì hợp tác xã chúng tôi đã áp dụng cái phương thức sản xuất, đó là sản xuất theo mô hình hữu cơ, áp dụng được những cái hệ thống tưới nhỏ giọt vào trong quá trình sản xuất cây ăn quả. Ở đây thì bao gồm chúng tôi có thanh long, nho và dưa, thì chúng tôi nhận thấy rằng đối với thanh long thì mẫu mã sản phẩm đẹp hơn, chất lượng quả ngọt hơn và cái năng suất của thanh long cũng được tăng hơn so với các phương thức sản xuất truyền thống trước đây, và được thị trường và người dân rất là ưa chuộng, giá thành cũng được thương lái mua cao hơn. Triển khai chương trình kinh tế nông nghiệp đô thị từ năm 2015, việc đầu tiên chính là thay đổi tập quán sản xuất tự túc, tự cấp của người dân và ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất thông qua chuyển đổi cơ cấu cây trồng, nâng cao giá trị sản xuất trên một đơn vị diện tích. Các địa phương đã mạnh dạn tạo nên những vùng sản xuất tập trung. Thực hiện đi chương trình nông nghiệp đô thị của thành phố thì chúng tôi tuyên truyền vận động nhân dân dồn đổi những diện tích nhỏ lẻ thành những vùng chuyên canh rộng lớn để đưa những cây có giá trị kinh tế cao vào sản xuất nông nghiệp như bưởi, măng tây, dưa lưới, đu đủ. Sau 5 năm đánh giá, cái chương trình nông nghiệp đô thị này đã phát huy được cái hiệu quả kinh tế cao, từ đó tăng thu nhập của người dân và đã góp phần vào phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Xây dựng nhãn hiệu tập thể, chứng nhận vùng sản xuất đạt an toàn thực phẩm, nhiều hoạt động xúc tiến thương mại và tiêu thụ sản phẩm đã được triển khai thực hiện. Thu nhập bình quân khu vực nông nghiệp tăng từ 19,41 triệu đồng một người một năm năm 2015 lên 42 triệu đồng một người một năm vào năm 2019. Giá trị sản phẩm bình quân trên 1 hecta canh tác và nuôi trồng tăng từ 84,4 triệu đồng năm 2016 lên 110 triệu đồng năm 2019. Trong giai đoạn tới, giai đoạn 2020-2025, thì thành phố tiếp tục chương trình phát triển nông nghiệp đô thị trên địa bàn thành phố. Trước hết là với những mô hình mà đã có kết quả và hiệu quả trong giai đoạn 2016-2020 thì thành phố sẽ tiếp tục nhân rộng. Thứ hai là tiếp tục tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ trong cái sản xuất và sản xuất theo chuỗi từ sản xuất đến tiêu thụ sản phẩm. Thứ ba nữa là việc rất quan trọng là phát triển các nhãn hiệu hàng hóa, những nhãn hiệu tập thể. Thì hiện nay thành phố cũng đã có một số nhãn hiệu đã được công nhận. Giai đoạn tới đây tiếp tục tăng cường nội dung này. Tăng cường cái ứng dụng khoa học công nghệ sẽ nâng cao cái giá trị sản phẩm trên đơn vị diện tích, thì với mục tiêu là 145 triệu đồng trên 1 hectare trong giai đoạn tới, và góp phần là tiếp tục nâng cao thu nhập cho người dân và góp phần vào việc mà xây dựng nông thôn mới nâng cao và tiến tới là nông thôn mới kiểu mẫu trên địa bàn thành phố. Nhờ chương trình phát triển nông nghiệp đô thị của Việt Trì đã hình thành những vùng chuyên canh có diện tích lớn và tạo nên những sản phẩm nông nghiệp chất lượng cao, tạo việc làm và tăng thu nhập cho lao động nông thôn. Chương trình cũng góp phần quan trọng trong việc chuyển dịch cơ cấu kinh tế, hoàn thành mục tiêu nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ 20, nhiệm kỳ 2015-2020.